Phở bò là món ăn rất nổi tiếng hơn 10 năm qua. Danh từ phở đã được từ điển Oxford, Anh Quốc ghi nhận chữ phở là một danh từ riêng. Phở đã trở thành món ăn phổ biến trên thế giới, tạo cơ hội kinh doanh rất lớn cho người Việt Nam. Thầy Nguyễn Quốc Y là chuyên gia ẩm thực nổi tiếng tại Việt Nam. Thầy đã có nhiều năm nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh món phở bò và đã triển khai đào tạo cho hàng ngàn học viên tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Hôm nay một ngày đầu tháng 3 năm 2022 thì thầy dạy cho anh Hoàng, chị Ngân từ Mỹ về. Thì anh chị có cái nhà hàng ha, là kinh doanh rất thành công. Nhưng mà mong muốn là phát triển nữa ha, và đưa những cái món Việt mà đẳng cấp nhất đến cho người khách hàng tại Mỹ. Thì trong đó là cái món phở bò phải là món lớn nhất ha. Anh chị đã về tìm đến thầy để học. Thì như thường lệ thì thầy dạy cái món phở bò phải nói là nó là cái món rất là ngon và đẳng cấp. Vợ chồng anh Hoàng, chị Ngân đến từ Mỹ, cách Việt Nam nửa vòng trái đất, đã tìm đến thầy Y để thọ giáo bí quyết sản xuất và chế biến món phở bò Sài Gòn. Mình tên là Ngân, mình đến từ Hoa Kỳ. Mình thì rất là đam mê cái món phở Việt Nam. Mình để mày mò, mình nghiên cứu, mình nấu phở. Nói chung là theo mình thì mình cảm giác là rất là ngon, nhưng mà mình vẫn muốn về tìm thầy, tại nghe danh là thầy là phù thủy của cái những món nước. Mình tìm về đây mình học hỏi, kết quả là mình nói chung là cái công thức của mình là không có cái gì mà bằng thầy hết, nên bây giờ mình sẽ học hỏi theo cách của thầy. Các công đoạn như hầm xương, ướp hương, nêm gia vị, luộc thịt, cắt thịt, hút chân không, bảo quản tủ đông, tủ mát để chuẩn bị cho quầy bán phở đã được thầy Y chỉ dẫn rất cặn kẽ, giúp rút ngắn thời gian vào bếp. Nó thầy hướng dẫn từ cái nguyên liệu ha, ta lựa chọn nguyên liệu ngon ha, tươi ngon, rồi cái cách lựa chọn cái xương thịt ha, thịt bò để hầm nước dùng. Cách hầm sao cho nó nước dùng nó trong ha, và thơm ngon. Đó là hướng dẫn cái cách nêm ướp hương, nêm gia vị để tạo được cái nước phở rất là thơm ngon và đẳng cấp. Thầy còn hướng dẫn anh chị cách làm tương ớt, cách làm tỏi ngâm giấm là những gia vị tạo hương vị riêng và đa dạng cho món phở khi ăn. Nói chung là thầy là một người thầy rất là tận tâm, tận tình và chu đáo. Mà cái mùi hương vị mà phở của thầy nó rất là đặc trưng. Nói chung là đáng học hỏi. Không chỉ được trải nghiệm học tại bếp trung tâm, anh chị còn được thầy hướng dẫn phương pháp ra món tại quầy phở của nhà hàng. Đó rồi cũng thầy hướng dẫn cái ngoài cái bếp trung tâm để nấu ha, để sản xuất ra những loại thịt nhân cho phở bò, thì đó thầy hướng dẫn về cái cách bố trí ở quầy bán phở bò, cái cách bảo quản bày trí ra ha, bố trí cho cái quầy bán, từ cái nồi để trần phở đến cái nồi nước lèo, cũng như cái tủ để bày cái các loại thịt loại nhân ha, mà cái tủ đó để bảo quản được đó. Thì hướng dẫn quy trình để từ trần phở là làm sao cho nó nóng ha, rồi đến múc phở và cho hành ngò tiêu để cho đưa ra một tô phở hoàn chỉnh. Thầy hướng dẫn theo quy trình thực tế tại nhà hàng của thầy. Cách bố trí, sắp xếp quy trình bán hàng để đưa ra tô phở nóng, thơm ngon và nhanh chóng. Quy trình từ trụng bánh phở và tô như thế nào cho chuẩn. Cách sắp xếp từng loại thịt, chan nước dùng, rau nêm và cuối cùng là bưng ra cho thực khách thưởng thức. Quy trình bán hàng khép kín, chỉ cần một nhân viên đứng tại quầy là đủ để phục vụ cho số đông khách hàng. Còn mà cái cách mà bố trí mà một cái nhà bếp của thầy thì rất là chuyên nghiệp. Mình sẽ nhìn theo cái mô hình, mình sẽ cái mô hình của cái bếp của thầy thì mình sẽ thực hành về cái bếp của mình.
Phương pháp giảng dạy khoa học mang tính công nghiệp và chất lượng vượt trội của thầy Y đã giúp cho việc triển khai kinh doanh mô hình nhà hàng phở trở nên dễ dàng, giảm thiểu nhân công đáng kể. Thì học với cái cách mà phương pháp của thầy thì phải nói là ai cũng thể áp dụng được và làm công nghiệp, rất là giảm rất nhiều chi phí, đặc biệt là nhân công. Không cần thức khuya dậy sớm để có thể là làm sản xuất sẵn. Thì giúp cho cái người chủ sẽ có thể kiểm soát chất lượng mà không có bị vướng vào những cái thời gian mà phải thức khuya dậy sớm. Đó là cái quan trọng trong kinh doanh cái món phở. Thì đầu tiên là mình rất là biết ơn thầy. Tại biết ơn thầy là mình giống như là mình không có uổng cái công. Uổng cái công mà mình lặn lội từ phương xa về đây. Nói chung là mình rất khâm phục. Mình nhất định là phải theo công thức của thầy. Giờ đây, anh Hoàng và chị Ngân đã hoàn toàn tự tin triển khai mở nhà hàng phở ngay tại đất Mỹ trong tháng 5 năm 2022 sắp tới đây.